theo xác định của đơn vị phát hành, kỳ quay tối 12 tháng 5 của Mega 645 tìm ra một người chơi trúng giải jackpot trị giá 70 tỷ đồng với vé số in và bán ra tại Cần Thơ. Cụ thể, vé có dãy số may mắn 09, 15, 22, 27, 34, 42 trúng jackpot trị giá 70 tỷ 068 triệu 418 nghìn đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10%, người chơi may mắn sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 63 tỷ đồng thông qua chuyển khoản một lần. Người chơi có 60 ngày để làm thủ tục nhận giải. Sau thời hạn này, giải sẽ bị hủy và tiền thưởng sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vlog. Đây là giải jackpot lớn thứ 2 của Mega 645 tìm được người trúng trong năm 2021. Jackpot lớn nhất của sản phẩm sổ số này trong 5 tháng đầu năm là giải 100 tỷ 379 triệu 870 nghìn đồng trong kỳ quay ngày 1 tháng 1 được in và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 5 năm kinh doanh, Vlog ghi nhận tổng doanh thu gần 18.000 tỷ đồng và đóng gần 6.000 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương. Vlog cho biết có 240 tỷ phú Vlog, những người chơi trúng giải trên 1 tỷ đồng trong hơn 5 năm qua. Hiện Vlog có khoảng 5.000 điểm bán hàng tại 62 tỉnh thành.